Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trường Lý Cuộc Sống Vùng Cao. Và hôm nay thì Trường Lý có đi chợ thì gặp cụ Vi các bạn ạ. Thì vừa rồi mình cũng vừa mới đi mang đồ về rồi. Thì mình cũng có hứa với lại cụ Vi là tí sẽ đưa cụ về. Bởi vì cụ đi bộ một cái quãng đường khá là dài. Nên là mình thấy cụ đang bán rau cỏ cũng như là đồ ở trong chợ đây. Thì tí mình sẽ đưa cụ ấy về. Thì bây giờ Trường Lý sẽ mời quý anh chị và các bạn vào chợ để xem cụ Vi bán hàng như thế nào nhé các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ ngồi cùng cụ một lúc xem hàng hóa có dễ bán không và xem cụ bán như thế nào. Và bây giờ mời quý anh chị và các bạn cùng Trường Lý vào chợ nhé. Chợ hôm nay buổi sáng rất là đông các bạn ạ. Xin chào, nghe đẹp. Đấy, hôm nay cụ Vi ngồi kia, ông lại đi đâu rồi? Hay là ông lại đi về rồi? Ông đi về rồi á? À. Thế ông không bán hàng nữa à? Ô nhỉ, ông này liều thật đấy. Đấy. Hôm nay thì cụ ngồi đây nha các bạn nhá. Mình có mua một bìa đậu cho ông, thế là ông tưởng là cho ông xong là ông về rồi. Thế nên là cụ đã đi về trước rồi. Đấy, hôm nay thì đi bán có lá vối này, với lại cái lá lốt, lá lốt với lại rau dớn các bạn ạ. Thế ông nhờ ai bán đây rồi? Chị em bán hộ, không thì ông đi ăn sáng rồi. Ông nhờ chị bán hộ á? Vâng. À. Để đây bán hộ ông ấy nhá, ông bảo lên nhà ông Thúy Bâu đợi anh. Thế à? Vâng. Ông bảo lên nhà Thúy Bâu chờ anh. Vâng. Ôi wow. Bảo. Bảo ông ngồi bán chờ thì ông lại đi về trước à? Ông về quán đợi anh ấy, ông không về đâu. Rồi rồi. Vâng. Ừ. Thế tí em hộ ông bán được cái nào thì vâng. Bán cho ông nhá. Có ai mua thì em bán không? Ừ. Lấy đấy các bạn ạ. Cụ về rồi. Cụ đi ra quán chờ mình trước rồi. Thế mình kia. Thế thì lại phải đi tìm ông thôi. Đây là chợ thị trấn huyện các bạn ạ. Ở đây thì có rất là nhiều các cái nông sản của bà con đem ra đây bán. Rồi cả bán hàng. Phải đi làm ở đâu? Em đi làm ở Ninh Lực cả. À, đi làm ở công ty Honda Ninh Lực à? Ừ. Thế chồng bây giờ đi làm đâu rồi? Chồng em đi làm ở Hà Nội. À, lại đi Hà Nội. Không, em về từ Hương Sơn. À, ôi. Lâu lắm không nhìn thấy thấy quả này rồi. Đây là quả ngóa nhỉ? Ngóa mật đấy nhỉ? Bao tiền một quả này bà? Mỗi con quả bao nhiêu tiền đấy bà? 1.500. 1.500 một quả à? Vâng. Ừ. Vâng. Lâu lâu. Lâu lâu không được ăn quả đấy rồi. Ừ.
Thế ở đây thì bán rất là nhiều bi chuối này. Đấy. Bà bi chuối này bán đắt không hả bà? Quả này bao tiền một quả này? Quả này thì 7.000, quả này thì 7.000. 7.000 à? Cái này là chuối rừng đấy nhỉ? Chuối rừng đấy. Bà đi lấy à hay là... À, mình lại mua lại xong rồi đang đi bán. Thế nhà bà đấy có ở gần đây không? Gần đây không bà. À, ở gần đây. Ở bên trong đây ạ? Trên đường đi cà phê đấy. Vâng. Vâng. Nơi cho mua rượu đậu phụ cho ông. Bảo ông chờ thế ông lại đi ra ngoài kia trước rồi. Không biết đi đâu, tí đi tìm ạ. Đậu phụ. À. Ừ. À. Là biết nấu ăn hay không á? Có, về nhà vẫn nấu mà. À. Ừ. Cái rau này là nhà bà trồng được à? Ừ, cái này bà trồng. À, rau cải ở kia là của bà trồng. Ừ. Đâu? À, quả sổ ông Vi ông gửi bán đây hả bà? Ừ. Ôi, cái này hôm nọ chả biết đi nhặt ở đâu toàn quả sâu nhỉ? Hôm nọ cháu nhặt cho quả đẹp mà. Quả đẹp thì... Quả đẹp bán được hả bà? Quả đẹp nó đi cho thuê giúp bán thì bán được. À. Còn cái này là họ không lấy là bà... À, thế là bà cất vào đấy thi thoảng mang ra bán hộ cho ông à? Không lấy rồi. À, cái này bà ăn thế. À, cái này bây giờ chỉ ăn chơi thôi nhỉ. Đấy, đấy các bạn ạ, ông Vi thì mang hoa quả trên rừng ra bán thì số là toàn nhờ các bà ở đây bán hộ thôi, chứ còn ông ấy không biết buôn bán đâu các bạn ạ. Không biết mặt tiền nhỉ. Cho tờ 1.000 rồi vẫn còn đòi đổi tiền lẻ. À. Thì bà con nếu mà qua đi bà rút tờ 1.000 ra đổi tờ của nó thì nó bảo cũng là được rồi. À. Cứ phải đổi tiền cơ. Vâng, phải đổi tiền. À. Thế hôm nay là cái này là bà rau ngót nhà bà trồng được à hay là bà đi lấy ở đâu đấy? À. Thế là bà không có đất trồng mà. Bà trồng ở đây thì công ty nhủ hết. Thế nhà bà ở đâu? Nhà bà ở đường Lê Giáp Chung ấy. Đường Lê Giáp Chung á? À? Ừ. À. Thế trước, có trước thì bà ở dưới này thôi, thì do cán bộ lừa bà, lừa dân, chuyển dân thì cho lên trên. Về cho lên trên và bà lên từ năm 95 rồi. À. Lên trên đồi ở vườn cà phê chỗ kia mới có nước. À, thế làm gì bà đi bộ từ trên xuống đây đi chở, bà còn làm được thì phải khác kiếm ăn. À, thế là hàng ngày là bây giờ là bà bán cứ đi mua về xong là bán ở đây à? Vâng. Thế về còn có nhà nào ở dưới này không? Không có, chỉ có chỗ bọn cướp này thôi. À, thế ở chỗ nào bà đưa cháu đi xem nào? Đưa đi về. Ở nhà trên á? Ừ. Nhà trên xa lắm à? Hai cây. Thế ở dưới này? Dưới này không có. Không có. Dưới này thôi. Có 80m² này nuôi cháu thấy đây thôi. À. Là phải mua 15 triệu. Mua 15 triệu. Có hai nhân khẩu. Vâng. Em cả cháu. Vâng. Thế đang cho bà 80m² là phải mua tiền 15 triệu. Thế là bây giờ bà ở chỗ 80m² này à? Ở với con. Ừ, ở với con á. Cho con rồi này, bà không có chỗ ở, bà có con. Thế là ở nhờ đấy. Ừ, con gái rồi đấy. Vâng. Thế con gái là đi làm cái gì? Đi làm thuê ở Bắc Ninh ấy. À, thế bây giờ không ở đây à? Không. Nhưng có... Có một đứa cháu ở với. Có một đứa cháu à? Ở đây đi học, đang học cấp 3. Thế chồng của con gái của... Không, chồng của con gái bà ấy. Chồng con gái bà thì trước đây cả hai vợ chồng làm công tác việc xa hết, nhưng mà ghen nhau á. À, thì ghen trước nhau thì bỏ nhau. Thế là bỏ nhau à? Bỏ nhau. Thế bây giờ là lại đi làm ở Bắc Ninh. Ừ, bỏ nhau. Thằng bà ở với bố mẹ.
Thế bà đưa cháu lên nhà xe chơi một tí được không? Về nữa à? Về nữa. Bà ăn trầu ở nhà. Nhai tiền. Ăn trầu là nhai tiền à? Vâng. Bán thế này mới có tiền mua bò. Vâng. Thế bây giờ con đi. Cháu ạ. Đó. Hôm nào hay là chiều con cháu về nhà sẽ đi. Mới thấy là mặt cháu của thằng Tú ấy. Ông đi bộ đội về là có đàn con là bị thiếu máu huyết án. Ba đứa. Tức là con của bà bây giờ là ba người con là bị ảnh hưởng chất độc à? Không biết chất độc hay là cái gì, nhưng mà ôm đi về là có đàn con là như thế. Cái con sinh ra cháu thì cũng bị như thế. Vâng. Thế bây giờ lên thì cháu không ở nhà. Vâng. Buổi chiều mới ở nhà. Chiều là chỉ ấm được khả năng thứ bảy thôi. Vâng. Thế bây giờ là đi đâu, đi làm ở đâu? Bây giờ là con của bà ấy đi làm con cái gì? Con bà thì ở nhà, con trai bà thì ở nhà, nhưng mà cháu cũng bị đây là nó đi học. Cho đi học. Ừ. Thế còn con trai của bà là lấy vợ. Lấy vợ. Xong rồi để hai cháu. Hai cháu là cũng bị khuyết tật. Bị khuyết tật hết à? Vâng. Chết một đứa rồi. Vâng. Con của bà cũng chết một đứa trai. Còn ba chết một đứa trai, còn ba đứa bị hai đứa nặng nhất. Vâng. Thế mà chưa được nhà nước quan tâm. Không được chế độ gì á? Không được cái gì. Thường năm vẫn cho đi học. Thế bà, nhà bà là ở trên đồi này đúng không? Đi qua đồi này đúng không? Đường vào đất lên không còn lòn vào trong. Vâng. Nhưng cái bà bảo cái thế thế mà. Rồi. Đứa cháu Tú ở nhà thôi. Vâng. Thì được. Thế chiều cháu đi qua xong rồi bà đưa cháu về nhá. Đưa cháu lên nhà bà chơi nhá. Một dưới thì nó lại đi học rồi, hôm thứ bảy chủ nhật cơ, nó mới ở nhà cơ. Buổi chiều phải về chứ. Chiều 3 4 giờ ấy. Ừ. 4 5 giờ ấy, vâng. Cháu qua đây xong rồi cháu cùng bà về. Vâng. Nhá. Cả bố cả con tháng nào cũng đi chuyển máu rồi. Vâng. Rồi thế bây giờ cháu đi tìm ông Vi đã. Ông Vi bây giờ là không biết là đi đâu rồi. Không phải đâu, ông về rồi. Ông thấy bảo chắc đi ra ngoài đây rồi. Vâng, đi theo dọc đường rồi. Rồi cháu đi nha bà nhá. Đấy các bạn à, vừa rồi à, tại sao các bạn thấy ông Vi hay có nhiều quần áo độc lạ mặc đấy? Thì đây, hôm nay mình đã tìm hiểu và biết được là cụ là thường xuyên ra đây là nhặt áo của các nhà từ thiện ở đây. Đấy, đây là đây có bà con quyên góp quần áo là để ở đây các bạn ạ. Thế nên là ông hay ra đây ông lấy đồ, lấy quần áo. Ông thích lấy cái nào thì ông lấy. Mà ông toàn lấy quần áo con gái thôi các bạn ạ. Đây này có quần áo đẹp nhưng mà ông không lấy đâu. Đấy, ông chỉ thích quần áo loè loẹt, hoa hoét. Nói chung là chỉ thích quần áo nữ thôi. Đây có rất nhiều quần áo đẹp nhé các bạn nhé. Đây là lý do mà ông hay có quần áo đẹp đây. Quần áo độc dị đây. Bởi vì sở thích của ông là thích mặc quần áo nữ. Thế nên là cụ cứ hay ra lục đồ, thấy quần áo nữ là cụ lấy các bạn ạ. Nghe nói là cụ đi vào trong này ở quán nào ấy, không rõ lắm. Bây giờ đi tìm xem nha các bạn nha. Đây rồi. Đi tìm đại ca khó quá. Vào đây châm tiểu ra.
Bảo chờ một tí mà đã ra đây rồi, nhanh thật đấy. Đấy các bạn ạ, cụ ra đây ngồi chờ sẵn này. Đấy là hôm nay đây, đấy, đây lại quả áo đẹp đây này, quần đẹp đây này. Đẹp quá anh nhỉ. Đấy mặc quần hoa rồi. Đấy lắm. Ông chỉ thích mặc quần áo con gái thôi. Chỉ thích mặc này thôi. Thế ăn gì chưa? Ăn bát bún nhá. Ăn bún hay ăn phở? Ăn phở. Ăn phở nhá. Chị còn phở không? Cho ông với em mỗi người một bát. Nay ăn cùng ông Vi một tí. Vâng. Sốt vang à? Thích. Bò. Phở bò cũng được mà. Vâng. Đấy, đi hơi muộn nên là à. À, thế là thích lấy vợ à? Ông thích lấy vợ đấy. Thế không bán hàng à? Không ngồi đấy bán à? Không bán nữa. Bán xong hết rồi. Có bán được cái gì đâu? Thế đậu phụ đâu? À, đậu phụ để ngoài cái gì? Rồi tưởng ông lại mang đi đổi rượu rồi. Cơm. Rồi. Cứ bảo ra nhà Thúy là đây à? Lần Thúy là đây đúng không? Đấy các bạn ạ, đây là nhà cô, nhà bố Thúy. Ông hay ra quán phở ở đây. Ăn ngon thế nhỉ. Vâng. Thế hôm nay ăn một bát đầy nhá. Hôm nay chị làm cho ông một bát đầy nhá. Ông ăn thoải mái luôn. Thoải mái. Nhưng mà từ lần sau đi chợ là không được mặc quần hoa này nhá. Mặc quần hoa này xấu lắm. Toàn thích mặc quần con gái với lại áo con gái thôi. Cái áo vest này cũng là áo con gái mà. Đấy. Hôm trước cho cái áo vest rất là thời trang nhưng mà không có mặc đâu. Đấy lại mặc áo vest con gái này. Đấy. Chỉ thích đồ con gái thôi. Ở chú đâu đấy? Vâng. Thế con thích lấy vợ không? Ông Mia vô. Bà Mèo. Mèo à? Anh. Lừa Mèo. Mèo. Lừa Mèo. Ảo lại phức lại. Ảo lại phức lại. Lấy nhiều là bực lắm à? Không chịu được à? Chịu quá vậy. Ảo lại phức lại à? Ảo lại phức lại. Phải khi theo Mèo khô lại. Ông mẹ đúng tố à? Ôi, miêu. Ông mẹ đúng tố không? Bà, miêu. Miêu. Ông này bước lại, hiêu lại. Heo lại à? Lư heo. Hiêu ní. Ra đây thì các bác ở đây là hay trêu ông lấy vợ. Mà chú ông ní. Ông không thích lấy vợ đâu nhỉ? Chỉ thích con gái thôi nhỉ? Thích lấy vợ không? Không lấy đâu. Không lấy à? Thích con gái không? Có quá. Thích con gái không? Hôm nay đi. Có thích không? Thích. Thích. Là nhiều quá. Phải khai bao xả xong mà phải xả mía đó. Chân họ lại yêu bức tình khô thải của đông. Đấy, làm cho ông nhiều. Đấy, ông bắt phở nhé. Anh nghĩ ăn nhiều mà. Bạn kia mà không có một tố vào thì làm sao mà ăn hết được.
Lâu không? Ừ. Cho một câu. Lâu nhờ. Ờ. Lâu nha Ngô. Chín bầu. Chín. Chín à? Chín. Chín thế rồi. Ờ. Chín lâu à? Chín. Không cho ông uống nhiều đâu. Ông uống nhiều là mệt lắm. Mệt lắm. Này ăn phở rồi nha, không uống nhiều mấy nữa nha. Lúc nãy chắc là cũng nạp tí rồi nhỉ. Chắc lúc nãy cũng được nạp tí rồi đúng không? Ăn ngon thế nhỉ. Đấy. Đấy, ông cho gia vị đó. Ừ, vào mắt đi nhỉ. Ừ. Vâng. Ây da. Ăn quả mắc chanh này không? À, mắc chanh. Ừ. Chanh. Tí chanh vào nhỉ, chanh vào chua. Ừ. Chanh xe đi nhỉ. Ừ. Chanh xanh. Ăn ngon thế nhỉ. Ăn ngon thế rồi. Vâng. Ăn ngon thế rồi nhỉ. Vâng. Ít ớt thôi. Cay lắm. Không ăn được ớt mà. Mà ớt. Ăn này. Ăn đi. Rồi. Ăn đi. Không ăn đi. Ăn luôn. Mời các bạn ăn. Ăn. Mời các bạn ăn. Ăn. Ừ. À, đây giờ. Dạ, bạn ạ, hôm nay mình ông đi ăn phở các bạn ạ. À, vừa. Mời các bạn ăn phở cùng với lại trường lý nhá. À, vâng. Cùng Vi nữa. À, vâng. Mời ông nhá. À. Ăn phở nhỉ? Ăn phở. Ăn phở ăn ngon. Ăn ngon thế nhỉ? Đấy. Thế là ông có hay ra đây ăn không hả chị? À, thường ra là ông vào là cho một bát hoặc là một cốc rượu. Cốc rượu. À. Ui. Vâng. Rồi. Chín đó. Ờ, chín này. Thế là hôm nay ra là chị cho một cốc rồi. À. Rồi. Cho một nửa đúng không? Rồi. Mua 2.000 rượu à? Vâng. Ông thì phải có đấy, không có là không được đâu. Không có là run tay đấy nhỉ. Thế là ông có anh em gì nhà chị không? À. Thế là ông lại mang tiền cho trẻ con. Thế thì mệt lắm nhỉ. À, ông thương trẻ con đấy nhỉ. Mọi khi là cứ hỏi đi đâu về và cứ vào nhà Thúy. À, nói ra là ở đây. Nhà Thúy ở đây. Nhà Thúy có bún ngon nhờ. Ông Thúy. Nhà Thúy mì bún ngon thế. Ăn ngon. Thế là hôm qua thấy ông mang nhiều lá bối ra bán lắm, nhưng mà lá bối toàn bị sâu thôi. Đã bán được không? Nhặt được mấy mớ sau lớn nữa. Ông có biết mua thức ăn về nhà không? Chỉ mua rượu thôi. Còn thức ăn hình như là ai cho thì ông cầm về thôi nhỉ? À.
Vâng. Đấy các bạn ạ, ông thì không biết mua thức ăn về nhà đâu. Qua tìm hiểu thì biết là ông chỉ biết mua rượu về thôi. Chứ còn thức ăn mua về nhà là ông không biết đâu. Ai cho thì ông cầm về thôi. Nào rồi, thi thoảng mình thấy ông hay lấy rau, có những quả mướp đắng chín hết rồi. Xong thi thoảng lại có ít cắm mắm, chắc là họ cho. Thế cắm mắm thì chắc họ cho thôi nhỉ. Vâng. Đấy, mì tôm chắc là họ cho thôi, chứ còn ông thì chỉ biết mua mỗi rượu thôi. Không biết là hàng của ông gửi đấy bán được họ có cho không nhỉ? Mà mọi người biết hết rồi đúng không? Em cũng chưa tìm hiểu kỹ, bởi vì nhiều lúc là mình không ở đấy trực tiếp được. Bởi vì ông sáng nào cũng mang đồ đi bán mà. Có hôm ông nhặt được rau rừng đẹp đẹp là từ gì chả bán được. Như măng nước ấy nhỉ, măng nước là bán được mà. Nhưng mà chả bao giờ thấy tiền đâu. Bán này mì chèn bao? Bao mì. Bày khai bao cối mà mì, bày khai bao xả, gấp khai chắc mà mì á. Bao mì. Thế ao tiên cho thử lau. Ừ. Tiên thử lau ao nào. Quý. À, bố Thúy. Bố Thúy hả? Ừ. Hôm nay đi bán thì chưa bán được hàng. Mình hỏi xem có tiền đâu mua rượu các bạn ạ. Ông lại bảo là bố Thúy cho. À. Đi chợ không bao giờ thấy tiền mà vẫn cứ thích đi chợ nhỉ. Ừ. À, chuyên đây. Là chị cho mì tôm. Ừ. Hôm nọ cho mì tôm ông lại bảo là không muốn ăn rồi. Ừ, muốn ăn quá. Thế tí đi mua mì tôm cho nhá. Ừ. Khả năng là đem đi cho thật. Có hôm em mang 12 gói vào, vừa mới buổi chiều. Sáng hôm sau vào là không thấy đâu rồi. Thế này là bây giờ mua thì chắc cũng phải mua đủ ông ăn cái bữa thôi. Mua nhiều thì ông cũng lại đem đi cho đấy. Ông mua cho chai dầu ăn nhưng về sau có ăn đâu, ông không ăn được dầu ăn. Hôm nay lại không thịt lợn nữa nên là chẳng biết ông ăn bằng mỡ gì. Hôm nay lợn họ cấm rồi. Hôm nay không có thịt lợn rồi. Nghe nhắn. Đấy, toàn cho trẻ con thôi đúng không? Với lại như là cũng có mấy thanh niên hay vật vờ lang thang ở đấy. Và nhà có khóa đâu mà khóa, hôm trước mua cho khóa đàng hoàng hết nhưng mà làm rơi chìa mất rồi. Nếu mà khóa chắc có khi có ngày còn không có đường vào nhà ấy. Thế nên là chả mua cho ông nữa, bởi vì nhớ đâu có ngày ông khóa vào nhưng mà ông làm rơi còn không vào được nhà ấy. Ừ.
Thế mình có thì nó ăn đá không? Đây, ăn tắt mồ hôi đây. Có giấy đây mà. Ôi giời ơi. Lau đàng hoàng ý. Nhé. Lau áo thế. Không, bây giờ là mọi người biết thì kiểu cũng biết tính ông rồi, thế đỡ bị lừa nhỉ. Không thì đi chợ toàn bị lừa thôi. Người xấu lừa cho lấy hết tiền đi. Thế nên là bọn em cho tiền có dám cho ông tiền to đâu. Đang phải gửi mà. Không gửi cô ba được. Vâng. Người bên đấy là mua cái gì cô thấy thiếu rồi cô mua cho. Chín bát nữa. Chín bát nữa đây. Ăn nữa nhá. Ăn một bát nữa nhá. Im nhà. Im quá. Im quá. Thấy ông ăn ngon nên là muốn mời ông một bát nữa nhưng ông bảo no rồi các bạn. Chưa là không ăn rồi đấy nhỉ. Khả năng là chưa là làm một hai cốc xong là ngủ lúc là đi rừng đấy. Lại đi rừng lấy lá, lấy cây, lấy quả đấy. Quả xấu toàn quả thối mà. Xong là quả chín rồi thì ai người ta dùng được. Xấu phải lấy quả nó xanh cơ. Chín leo ra. Im ra. Chín bát đứng đây này. Ông ăn một bát thôi, không ăn được nhiều. Dép để ở nhà, cất cho nó mới. Cái rượu đấy chị cho ông 2.000 rồi gì? Vâng. Vâng. Ông uống ít thôi. Uống nhiều ông... 15.000 đấy, để cho nó một ăn đi, còn đâu thì còn cháu nó đi tù. À. Thế là có 15.000 là cho khoảng 5.000 rượu thôi. 5.000 hay 7.000 đấy thôi. Thế em gửi tiền đấy. Thế hảo hảo rồi à? Cho ông 5 gói thôi. Đó là chồng riêng lấy con áo này vứt ở đây. Cái túi ống cũ này được mà. Cần gì mới. Lên 4 quả trứng không? 5 quả đi, cho mỗi ấy một mỗi gói một quả trứng ông. Vâng. Nhiều ông lại mang đi cho người khác thì bằng nhau. Tất cả bao tiền thì chị nhỉ? 5 quả trứng, 5 gói mì tôm. 25.000 à? Ôi à, đi về thôi nhỉ? À, đi về rồi. Về nhá. Vâng, em đi về đây. Mì tôm, đậu phụ chứ? Đậu phụ. À, để ở kia à? Ở đây để cháu treo vào xe cho. Đây mua đậu phụ ông cất nát hết rồi mà. Vâng. Cho vào một cái túi này. Ngồi cẩn thận nhá. Rồi. Về thôi nhỉ. Vâng, em về đây. Bye bye à. Bye bye.
ngược dòng sông gấm đường vào Bắc mê. Ruộng lúa nương ngô xanh mướt đôi bờ, qua núi qua đèo đường dài quanh co. Ở núi, ở núi, một làn mây bay một dòng suối diều, một đóa hoa thơm thầm thoáng lưng đèo, vui khắp non ngàn dì sao thông reo, tiếng suối tiếng núi. Hiện nay trên địa bàn Bắc Mê chỗ xử lý công tác là đang bị dịch tả lợn châu Phi, thế nên là hôm nay không mua thịt lợn được cho cụ các bạn ạ. Đấy, bây giờ là anh nhà phải tự trùng thế này, rắc vôi bột xung quanh nhà đây này, và rất là căng thẳng đây. Ở đây không biết là ăn cái gì đây, ăn rau thôi. Anh cùng em trèo lên trên đỉnh non cao, nơi cơn giông cầm bao chiến sĩ cách mạng, ngọn lửa tiên tử ấy ngàn vì sao lung linh, bóng sáng núi rừng đang chỉ lối sáng mai những con đường đã dẫn lối các dân thân bằng thế của ta. Sông gấm đường vào Bắc Mê, ruộng lúa nương ngô xanh mướt đôi bờ, qua núi qua đèo đường dài quanh co. Ở núi, ở núi, một làn mây bay một dòng suối, đóa hoa thơm thầm thoáng lưng đèo, vui khắp non ngàn dì sao thông reo, tiếng suối tiếng núi. Dòng sông gấm ngàn năm tiếng chảy xuôi về xuôi, mùa xuân đỉnh núi vẫn nở nơi nơi, tiếng khen vang đôi nương vui đón ai xuống chờ, nhạc mưa và sườn núi điệu khen như trong mơ, nhịp cầu treo đồng đưa, nhà giam nay từng vôi đá lạnh dấu người xưa. Anh cùng em trèo lên trên đỉnh non cao, nghe từ giam cầm bao chiến sĩ cách mạng, ngọn lửa tiếng từ ấy ngàn từ sao lung linh, sao núi rừng đang chỉ lối sao mai những con đường đã dẫn lối các dân tộc học mê của ta, đất nước ta khúc ca mùa xuân núi rừng mùa xuân ngày mai, Bắc Mê của ta đất nước ta khúc ca mùa xuân núi rừng mùa xuân.
Đấy, đường vào nhà cụ Vi thì rất là đẹp nha các bạn nhá. Đấy, từ nhà cụ Vi ra đến chợ thì đường bê tông hết rồi. Đấy, còn đoạn thì còn có cả đường nhựa. Đấy, bản làng cụ Vi thì ở ngay gần thị trấn thôi, rất là đẹp. Đã về đến nhà. Đấy. Cụ bây giờ là chơi quả khóa dây các bạn ạ. Chưa cho khóa thì làm mất khóa rồi. Có ngày còn không có khóa, không mở được cửa vào nhà ấy. Nha. Mì tôm này không được cho ai đâu nhá. Mì tôm đậu phụ cất đi nhỉ. Bây giờ bưng kín rồi lại phải tốn tiền điện các bạn ạ. Trong nhà hơi tối. Xem lại ông bà hết gạo, có phải hết gạo không? Hết gạo thật. Cái gì bên này? Cái này cái gì đây? Bát à? À vừa rồi nhiều bát đũa nhỉ. Mấy con gà cụ. À, đi chơi hết rồi các bạn ạ. Gà đi đâu hết rồi. Mất rồi. Không thấy gà đâu các bạn ạ. Mấy con gà không biết đi đâu rồi. Mấy gà đi đâu rồi các bạn ạ? Hay nó ở đằng sau đây. Không thấy các bạn. Chắc là đi lên rừng. Đi chơi đâu rồi. Không thấy các bạn ạ. À, nhà cụ Nhọt thì đang làm cái mái chuồng lợn rồi các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, vừa rồi thì nhà cụ Vi đã được các mạnh thường quân giúp đỡ làm cái vách nhà kín hết rồi. Nhưng mà cái mái nhà thì lại không ổn các bạn. Cái nhà này bây giờ mà dỡ ra là mục hết rồi. Thế nên là bưng biết để ông ở tạm vậy thôi. Quần áo rất là nhiều nha các bạn nhé. Nhưng mà cụ ơi, toàn vứt linh tinh.
Làm cái dây cho treo lên rồi nhưng mà lại vứt linh tinh rồi. Thôi phải hay lăng. Lươn. Hả? Lươn. Giữ lươn gì? Tí ở nhà nấu ăn cơm trưa xong là ngủ thôi nhỉ. Thế chiều có đi chợ không? Không có. Chiều nay làm cái gì? Bông mì. Chai này á, chai này hay lăng. Bông mì hả? Chai này hay lăng. Mì hay lăng. Mì hay lăng à? Ừ. Đấy các bạn, cuộc sống của cụ theo vòng tuần hoàn cứ sáng đi chợ, chiều thì ở nhà, thích thì đi lên rừng lại lấy rau dưa nhặt nhạnh. Xong rồi sáng lại đi bán các bạn ạ. Đấy. Còn để mà lên kế hoạch cho cụ thì cụ không biết làm đâu các bạn ạ. Đấy. Chỉ cứ theo bản năng của cụ như này thôi. Không biết là giúp đỡ kiểu gì. Thôi bưng vách cho nhà cụ kín đáo rồi. Cũng như là giường ngủ, đồ đạc. Nói chung là đầy đủ cho một cá nhân của cụ rồi các bạn ạ. Bây giờ để cụ cứ sống theo đúng phong cách cũng như là bản năng của cụ thôi, cũng không biết là giúp cái gì nữa. Chăng thì giờ chỉ có giúp về cái tiền ăn thôi, chứ còn bảo cụ làm thì cụ không biết làm các bạn ạ. Giúp tiền ăn uống hàng ngày, mua gạo cũng như là mua rượu của ông phục vụ những cái thiết yếu thực tế. Thì còn trồng cấy chăn nuôi thì cụ không làm được các bạn ạ. Đấy, các bạn ạ, vừa rồi là mình cũng vừa mới đi đưa cụ Vi từ chợ về. Thì hiện nay cụ đã về đến nhà rồi. Và có lẽ là mình cũng xin phép là đi sang bên nhà cụ Nhọt thăm cụ cũng như là xem chuồng lợn, chuồng trại của cụ một chút. Nha các bạn nhé. Mời quý anh chị và các bạn cùng trưởng lý sang thăm cụ Nhọt nhé. Cụ Vi thì hiện nay ăn sáng như là mua đầy đủ cho cụ bữa trưa và bữa tối rồi. Đấy, giờ là sang thăm cụ Nhọt thôi. Đấy, ông ở nhà nhá. Đi lươn nơ. Ăn khám ba Nhọt nơ. Đấy. Để cụ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Hôm nay thì trưởng lý đi giày các bạn ạ. Thế nên là phải đi vòng qua đường bên cầu kia, đi theo bờ suối đấy, sang nhà cụ Nhọt các bạn ạ. Đấy, bây giờ mời quý anh chị và các bạn cùng trưởng lý sang thăm cụ Nhọt nhé. Nhà sàn bê tông các bạn đang làm. Đây là nhà cô Va nha các bạn nhé. Nhà cô Va thì ở gần nhà cụ Vi, vậy là có đồ đạc hay là ai gửi tiền thì mình sẽ gửi cho cô Va để cô thỉnh thoảng cô mua đồ cho cụ Vi. Đây, đây nhà cô thì đang làm nhà sàn bê tông. Ngôi nhà sàn khá là lớn.
video này thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết để cho các bạn biết được con đường từ chợ về đến nhà cụ Vi, cũng như là con đường sang nhà cụ Nhọt. Đó, đây. Mình sẽ hạn chế cắt những cái chi tiết, mình sẽ để giữ nguyên để cho các bạn biết được cuộc sống thực tế ở trên này như thế nào nha các bạn nhé. Con đường xuống nhà cụ Nhọt đây. Mái chuồng lợn đang làm đây rồi. Vậy là lấy cọ về để lợp, lợp bằng lá cọ. Ừ. Chào bà nhá. Chào em nhá. Vâng. Thế là lại quyết định lợp cọ à? Vâng, lợp cọ mới mát nhỉ. Thế con lợn mấy hôm nay còn nhảy chuồng không? Buộc à? Vẫn phải buộc à? Nhảy ra khó bắt không? Buộc. Buộc dây vào thì nó đỡ sợ nhỉ? Ui nó ấy, em buộc bằng dây sắt à? Ôi, buộc với dây sắt này nó đau đấy. Đau chảy máu đấy. Buộc bằng dây dây dứa kia cho nó thôi. Buộc dây sắt này nó cắn thịt ác lắm này. Xương hết chân rồi. Xương hết chân lợn rồi. Ôi, béo hơn đấy nhỉ. Lớn. Nó nhảy ra xong nó đi ngủ rừng à? Lợn bản này nó khó lắm nhỉ, nó nhảy ác, nó vẫn theo bản năng. Thế cái này là mình tự lợp hết à em? Bây giờ là tự lợp hết à? Thế vừa rồi ai xây cho này? Có mất tiền không? Có chứ. Phải thuê à? Thuê mà. Đây. Em làm này mất cũng còn 2-3 triệu đấy. Thuê cả công nữa. Ở đây muốn làm cái gì toàn phải thuê thôi nhỉ, không nhờ. Đi được chưa? Ở đây không nhờ được ai nhỉ? Rất là khó. Làm thêm một cái lều ở đây nữa đúng không? Làm cái lều ra đây xong để mình đun nấu cám cho lợn tiện đấy nhỉ. Ôi nước suối sắp cạn hết rồi đấy nhỉ. Cái cạn bắc cầu qua bên kia đi dễ nhỉ. Cứ cái chân giờ này có đau lắm không bà? Đau chân, nước chưa khô luôn. Vẫn không khô được nước à? Chưa. Cứ kể đi. Bà không ấy. Không khỏi được nhỉ. Thế cái lá cọ này là xin hay là mua? Xin được gì? Tưởng là phải đi mua lá cọ nữa thì mệt lắm nhỉ. Cái gì cũng phải mua, cái gì cũng phải thuê này chết đấy.
Cái này tre này không ngâm được sợ mọt không? Không ngâm được đâu. Nhưng mùa này nó không có mọt đâu nhỉ? Bởi vì tre vầu nó có ui đổ đấy em ạ. Không chắc đâu. Sợ nhỉ? Ừ. Sắp đổ ra hả? Sắp đổ đấy. Làm này khó lắm. Mình không có cái trụ ấy. Nên là đổ đấy. Gãy rồi. Cứ gá nó vào đấy thôi, mấy nữa lấy xi về đắp vào. Không buộc hết lên thì vẫn trèo được cái này. Sao mà nhốt gà sang bên này cũng được mà. Có mà, nhốt gà sang bên này. Lợn mấy hôm nay bị dịch tả đấy. Đấy, ở dưới chết hết rồi. Ừ. Dưới chuyên có nhà mất 100 triệu ấy. Yeah. Để sau cái đợt dịch này đã. Không bây giờ mua lợn là bị phạt đấy. Ừ.